em mới với vị khán giả thân thương của kênh Trang LTP. Hôm nay Trang rất là vui bởi vì có rất là nhiều đơn đặt hàng của quý em bà cô chú anh chị khắp mọi miền đất nước luôn, ở trong Sài Gòn cũng có, ở tỉnh cũng có, và đặc biệt có những cô chú ở nước ngoài mua quà dành tặng cho người thân ở Việt Nam luôn. Cảm ơn quý em bà cô chú anh chị rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ cho Trang. Dạ, cô chú anh chị nào muốn mua khô bò, khô gà, các sản phẩm thì liên lạc với Trang nha, qua số điện thoại là 0349563756 hoặc là qua Facebook Trang LTP. Bữa giờ thì Trang với lại sư phụ Khương Dừa ấy là các anh chị em đệ tử đã xuống nhà anh Sang Hự Hự nè, đã xuống Tiền Giang nhà của ba chị em Bích Nương, Bích Kiều, Bích Diễm của Ngôi Sao Miệt Vườn để chuẩn bị những cái phần quà, những cái món quà rất là đặc biệt trong cái dịp Tết sắp tới. Mong là quý bà cô chú anh chị sẽ đón xem, sẽ bình luận, sẽ chia sẻ, sẽ góp ý cùng với lại các chị em những món quà vui thôi nha. Nên là nếu mà Trang hay là mọi người có thiếu sót một cái gì á thì quý bà cô chú anh chị thương góp ý. Dạ, mình vui vẻ dịp Tết thôi. Dạ, hôm nay thì Trang nhận được một cái cuộc gọi từ một người em rất là thân thương của Trang. Đủ Trang đi ăn chưa? Ủa, chưa kịp giới thiệu nữa. Dạ, đã xuất hiện. Dạ, lâu quá không rồi chị, thấy chị nhắn là em xuống liền. Rồi, dạ. Đây đi làm hả? Dạ. Đi làm được bận nó thun vậy luôn? Dạ được. Ôi, dạ, tính là công ty thoải mái quá. Đây chị Trang đang quay clip nè. Dạ. Em chào em và cô chú anh chị. Dạ. Em là ai? Em là một nữ, dạ, trong số học để đổi đời có chú Phương Dừa, có bé Hoa. Thì rất là may được gặp chị Trang rồi, cũng như là có cái việc gì của chị Trang rồi thì cảm biết chị làm nữa. Hay là đó là chào đầu lần nữa là chào rung quá, rung quá, lâu quá gặp rung. Dạ, dạ. Đây là đang đứng ở ngay chỗ đường Hồng Hà, đây là cái chỗ trung tâm em công ty em làm hả? Dạ. Ồ, cũng đây là chỗ Nam Á Plaza, là công ty em làm ở tầng mấy? Dạ, ở tầng 2. Công ty em tên là gì không nhớ kìa? Z4On. Cái công ty nước ngoài nè. Dạ. Nghe tên lạ rồi, chị không biết. Đi ăn đi, chắc giờ cũng giờ trưa, em được nghỉ đến mấy giờ? Thì 1 giờ. Vậy thôi giờ hai chị em mình đi ăn đâu gần đây đi. Dạ. Rồi nói chuyện chứ mất công đứng đây hoài là em hết ăn trưa luôn á. Đi, đi ăn trưa rồi nói chuyện nha. Dạ. Trước chị em có hay đi ăn vòng vòng đây không? Dạ không, thường thường có công ty em có bữa trưa sẵn á, ra đặt tới. Chị thấy có bán phở này, vô ăn phở luôn ha. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ. Chào con. Mình có phở gì cô ha? Phở gà, phở dạ, bò, tái dạ, nạm, gầu gân, bò viên. Dạ, vậy cho con phở tái bò viên đi. Dạ. Mấy nữ ăn. Con là phở tái nạm. Dạ, dạ, cho con hai tô trước đi, còn bạn con thì xíu nữa quay xong bạn nó ăn. Dạ, con cảm ơn cô. Xuống đây ngồi đi Hiên. Dạ. Rồi, em ngồi đây đi. Dạ, bé ngồi đây. Ôi, lâu quá mới gặp bé nữ luôn á. Hôm nay xong rồi thấy bé nữ gọi, cái chị Trang tranh thủ chạy qua luôn. Dạ. Làm lâu chưa? Làm một tập lâu chưa? Từ đầu tháng 8 tới giờ. Tập, tại vì đây còn tập 6 tháng. Bé nữ là một cái hoàn cảnh của sư phụ Khương Dừa trong chương trình Học Để Đổi Đời. Dạ. Bé nữ là quê ở Đồng Tháp. Dạ. Nhà thì có ba chị em là Dương, là chị Dương thì là hiện đang làm ở Củ Chi. Dạ. Dạ, làm dược phải không ta? Dạ. Dạ, làm dược, bán thuốc. Rồi bé nữ thì bé chị Dương này là vừa học rồi xong rồi tự đi làm luôn, tự lo luôn, rồi lâu lâu cuối tuần thì là về nhà thăm mấy chị em, rồi nói chung là cũng phụ giúp trong gia đình đó. Dương là giống như là một người chị cũng như là một người mẹ luôn, rất là thân với mấy chị em và rất là thương, lúc nào cũng nhường hai chị em hết á. Rồi bé thứ hai là bé nữ, nhà bé nữ là năm nay là đang học đại học kinh tế, nhà học rất là giỏi. Suốt năm nay mấy 4 năm là vẫn học sinh giỏi phải không? Có bị mất năm nào không? Yeah. Được học bổng không? Dạ, được học bổng. Cái người mà tham gia chương trình Học Đổi Đời là bé Hoa, em Út, em của bé nữ là năm nay học lớp 8. Dạ. Thì bé Hoa sẽ được cái phần trị giá của học bổng Học Đổi Đời là học suốt từ lớp 8 cho đến đại học luôn. Dạ. Đó, riêng bé nữ thì do không phải là tham gia chương trình Học Đổi Đời nhưng mà tình cờ anh Thương phát hiện cũng là một cái tài năng học giỏi vượt khó. Thì rất là may mắn là được anh Duy bên Bánh Tráng Tân Nhiên thì hỗ trợ cho em học của 4 năm đại học kinh tế. Nhưng mà lúc đó là mấy nữ học mấy năm rồi? Ba. Lúc em học tới năm 2. Vậy là còn hỗ trợ cho em 2 năm. Rồi xong rồi cái thời gian gần đây là Trang có giới thiệu rồi. Bé nữ thì cũng có một cô là cô Kim với chú Quang ở Úc thì cũng có hỗ trợ thêm cho bé nữ tiền sinh hoạt phí, coi như là tiền thuê trọ bên ký túc xá của bé nữ nữa. Dạ. Hôm nay thì gặp lại bé nữ thì bé nữ đã chuẩn bị đi làm rồi, đang thực tập tốt nghiệp, Em thực tập ở đó là công ty gì? Tiện, tụi em là công ty làm
gym yoga thì cũng hoạt động nhiều. Bên em là em đến qua Amazon thì dùng Mỹ vậy là coi như là bán hàng thôi đúng không, chuyên bán hàng để thông qua bên các app này nọ thôi chứ không có bán ở Việt Nam. Dạ, đúng rồi, bán qua sàn thương mại điện tử Amazon. Họ có sản xuất rồi họ bán cái hàng đó qua sàn đó. Ồ, vậy ok quá ha. Sao em biết công ty đó mà em mập lại? Dạ, em tham khảo cho mấy cái app tìm việc như là Vietnam Work với lại Career Builder. Ừ. Đó, lúc mà vô apply cái đó thì có phỏng vấn có gì không? Dạ có. Phỏng vấn. Tiếng Anh thì tiếng gì? Dạ, cái là CV này nọ mình làm hồ sơ mình làm tiếng Anh với phỏng vấn tiếng Việt. Đó là kiểm tra thêm tiếng Anh nữa. Dạ của con ạ, con cảm ơn ạ. Wow, tô chất lượng như nào cô chú anh chị. Tình cờ ha. Dạ. Đây là một cái quán ở gần chỗ công ty của bé Hoa. Bé Hoa bình thường là không có ăn, buổi trưa không có đi ăn chung với mấy anh chị vòng vòng đây hả? Dạ không, tại công ty em nó có phòng trưa riêng á, người ta đến đặt ăn chung với người ta. Là coi như là mình đặt đồ ăn tới xong mình có phòng ăn trưa thì ăn trưa chung với là mọi người luôn. Dạ. Quá là vui, mừng cho bé Hoa quá chừng rồi. Là em thực tập 6 tháng mà bây giờ là còn mấy tháng nữa? Dạ, hết tháng này là em hết thực tập. Vậy là cũng sắp xong luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà cái công việc của em là gì? Vừa ăn vừa nói chuyện hen. Tranh thủ, tại vì mấy giờ là em vô làm? Dạ 1 giờ. Vậy là sắp rồi đó. Dạ. Hôm 12 rưỡi rồi, tranh thủ đi vừa ăn rồi vừa chia sẻ một xíu để cô chú anh chị cũng được thăm bé nữ chung với lại Trang. Nè có chắc chanh gì không? Dạ. Xin phép mời quý bà cô chú anh chị cùng ăn trưa chung với lại Trang với lại bé nữ nha. Dạ. Nghe bé nữ mà đi thực tập với Trang cũng hết hồn, chứ ủa sao lẹ vậy? Trang lúc này Trang cũng chị cũng nhớ em cái hồi mà em qua thăm nhà chị lúc mà gửi chiếc xe đạp á. Dạ. Rồi bữa giờ có đạp, chắc bữa giờ có đạp xe không hay là xa quá nên là đi ráp đi làm đúng không? Đi xa quá em đi bus qua. Đi bus qua. Rồi chiều đi bus về, còn xe đạp thì kiểu như em đi vòng vòng, em đi mua đồ ăn hay là đi vòng vòng đó gần chùa khoảng 1-2 cây đổ lại thì em xe đạp. Rồi chị Giang tắt cái quạt cho nó khỏi chạy vô đầu mình chứ không. Rồi, ok. Công việc chính của em là performance marketing. Mình theo dõi mấy cái campaign, mình chạy trên Amazon, chạy trên đấy. Theo dõi những cái chiến dịch mà mình chạy trên Amazon giống như mấy cái sale, mấy chương trình sale đồ đúng không? Dạ đúng rồi. Team của em là mấy người? Dạ team của em 8 người. 8 người, mà có bạn nào mà cũng kiểu sinh viên đại học và cùng thực tập với em không? Dạ có thêm 2 bạn nữa. Hai bạn đó là trường nào? Để chị xin hai cái đồ cột tóc cho hai đứa mình cột lại. Dạ. Cô có cộng dây thun không mà cô? Dạ cho con xin hai cộng dây thun để mình cột lại cho nó gọn gàng đúng không ạ? Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đây cột tóc lại cho nó dễ ăn chứ mới cơm ăn nó lù xù. Mấy bạn kia là cũng học đại học kinh tế chung với em luôn hả? Dạ không, mấy bạn kia học trường UL đại học kinh tế luật. Nhưng mà chắc cũng là sinh viên giỏi ha. Dạ. Nhưng mà lúc mà thực tập vậy họ có yêu cầu gì không mấy nữ? Họ có yêu cầu gì đặc biệt không? Dạ. Giống như có yêu cầu là phải là sinh viên giỏi hay là tiếng Anh bao nhiêu đồ không? Dạ không ạ, chứ họ yêu cầu tiếng Anh đâu, tại mình làm bên thị trường Mỹ. Ăn nha bác, có tương nè, có gì thì lấy hen. Tranh thủ ăn xíu đi rồi vô làm. Bữa giờ chị Trang cũng bận quá, chị Trang phụ anh Khương cái chương trình ngôi sao miệt trường nè, một cái cuộc thi trên kênh của anh Khương. Rồi xong cái cũng theo sắp Tết nữa, anh Khương cũng có mấy cái dự án mới, em ăn rau không? Dạ. Mấy cái dự án mới xong cái cũng theo phụ dịp Tết. Nên hôm nay là cái ngày Trang mới đi quay về, bữa Trang mới đi quay 2 ngày ở dưới Tiền Giang. Xong rồi cũng về dưới quê của anh Sang Hữu Hữu để quay một cái số sản phẩm Tết của các chị em đệ tử Khương Dừa dành tặng quý bà cô chú anh chị sắp tới. Xong hôm nay mấy bữa Trang nhắn tin hỏi xong bé nữ mấy ngày rồi. Cái xong rồi cái bé nữ có trả lời lại mà bận quá chưa có gọi lại. Xong sáng Trang gọi bé nữ nó hôm nay em đi làm. Cái xong nó thôi để Trang chạy qua cùng ăn trưa với bé nữ luôn. Rồi em đi làm rồi em thấy sao? Cái môi trường công ty đồ nó là sao? Dạ môi trường nó cũng khá năng động, mấy bạn cũng khoảng 99-2k giống em thôi. Năng động thì tưởng 9 mấy em, 99-2k. Mình thấy mình già quá. Coi như dạ. Chị là 99 đời đầu, em là 9 đời sau á. Dạ. Thì cái làm kiểu mấy anh chị cũng kiểu muốn nhẫn nhịn cùng á. Mà thấy khó không? Tại vì em là kiểu như là mới học xong. Rồi như những cái kiến thức đó là mình chỉ là mới là về trong sách vở thôi. Dạ. Chứ còn chưa đi làm thực tế bây giờ hết. Dạ. Đây là lần đầu tiên mình thực tập đúng không? Dạ đúng rồi.
trường của chị Trang hồi xưa là có hai lần thực tập, một cái lần thực tập là năm 2 với một lần thực tập sau là tốt nghiệp giống giờ nè. Thành ra cái lần thực tập sau là kiểu cũng quen rồi. Hồi thực tập đầu là giống như vô chỉ để cho biết à, chứ chưa làm gì, kiểu như phụ mấy anh chị việc giấy tờ rồi in ấn photo trình ký vậy thôi. Còn giờ là em được thực tập luôn, được làm chính luôn. Thực tập thì gì? Ủa em không ăn tương, không ăn gì hả? Dạ. Ăn không? Dạ, chứ đừng ngại nha. Ờ, ăn thì phải cho ngon nha. Tại vì vừa vào học tập thì người ta training cho mình trước. Tại vì ăn trước là cũng không có bỡ ngỡ nhiều lắm, mình biết rồi mình mới làm. Ừ. Mời bé nha. Dạ, dạ xin mời quý bà cô chú anh chị cùng ăn phở. Chỗ này ngon á, chị thấy nhìn cái tô là hấp dẫn rồi đó. Này còn quay vô cái tô nè. Chị cho một cái tô tái màu viên. Nhưng mà nhìn hình như không có mỡ lắm. Dạ. Ừ. Không có nước béo nhiều, nó ok. Dạ, xin mời quý bà cô chú anh chị cùng ăn. Dữ quá, nghe bà nữ đi làm vậy là rất là mừng. Coi như là có một cái hoàn cảnh, một cái bạn mà mình hỗ trợ mà được gọi là tới nơi tới chốn á. Thấy sướng lắm, thấy hạnh phúc lắm. Quá chị giỏi. Ăn hay định thử ăn rồi, nhìn thấy được vô. Dạ. Ừ, đó. Lúc em apply làm gì em có khoe với lại ba với lại mấy chị em nhà không? Có mấy ba với cả chị. Nhưng mà lúc mà em apply làm chọn một cái chỗ này thôi hay là em có lựa chọn nhiều chỗ khác nữa? Em có apply thêm vài chỗ nữa nhưng em thấy cái này đó phù hợp với em. Cũng là em đậu hết mấy chỗ kia hay là mấy chỗ kia nó không gọi em? Dạ, có đậu. À. Nhưng mà em thấy chỗ em hiện tại thì nó phù hợp với định hướng của em và em apply em chọn cho mình. Thì là may mắn có nhiều bạn mà đang đi học á, cái kiếm cái hồ của chị Trang nha cũng vậy, cũng lúc đó không biết là có ít doanh nghiệp hay là nhiều doanh nghiệp họ không biết hay sao, đa số các bạn sinh viên phải tự đi kiếm, tự apply, rồi sau này cũng sẽ có những cái bạn mà vô công ty thì không có được giao việc chính làm, thành ra cũng không biết gì để làm hết, rồi xong có những bạn thì vô cũng làm việc đó như chị nói đó, vô thì chỉ có mặt thôi chứ không có làm gì hết, rồi nhưng mà mình mà được may mắn mà mình được kiếm được một công ty phù hợp nè. Xong rồi mình được làm từ A tới Á như em bây giờ là quý lắm á. Dạ. Rất là vui luôn, là mình được cọ sát nhiều để mình chuẩn bị mình ấy xong rồi. Ủa nhưng mà giờ em thực tập xong rồi có được ở lại làm chính không? Dạ được. Thì rất là qua tháng nào em được review lại bài phát minh. À, nhưng mà như em vô thực tập là mỗi tuần mỗi tháng chắc cũng có mấy anh chị đánh giá em phải không? Dạ đúng. Sau mỗi tháng thì cái chị supervisor sẽ đánh giá lại. Ừ, chị giám sát sẽ đánh giá nha em. Dạ. Rồi em đi làm thực tập vậy là có hỗ trợ không? Công ty có hỗ trợ em chưa? Có phụ cấp cho mình ăn uống, mình đi lại chuyện. Vậy là ok lắm á. Dạ. Vậy là quá mừng với mấy nữ rồi. Ừ. Dạ. Có nhiều bạn bây giờ làm cũng không được 5 triệu đâu. Dạ. Ừ. Cái tiền lương nó không quan trọng, nhưng quan trọng cái môi trường, là quan trọng cái công việc của mình mà. Rồi thêm một phần, nếu một cái phần chi phí á, mà được như vậy á, là nó hỗ trợ cho mình nhiều lắm. Mình bỏ cái gánh nặng này nọ kia để mình tập trung mình làm. Dạ. Rồi rất là tốt. Rồi nếu mà xong rồi, nếu mà em apply chính thức á thì cái mức lương khởi điểm nó là bao nhiêu? Thì cái mức lương khởi điểm thì em chắc là phải đợi người ta review lại, mình review lương lại người ta như nào để mình mới biết chắc. Ừ. Nhưng mà mình có cái khởi điểm không? Như mức sàn của bên bển là bao nhiêu không? Mức sàn chứ em luôn, em nghe các anh chị review lại các phần 10 á, phần 1. Ồ. Cố lên mấy nữ. Dạ, em cố lên. Trời, vậy là quá là mừng luôn á. Dạ. À. Vui quá chuyện vui. Chắc chắn luôn là có nhiều của chúng chị mà xem mà biết được cái tin này là cũng vui cho em, giống như chị, như cô Kim với chú Quang, là rồi những cái cô chú mà đã theo dõi em từ cái hồi bé Hoa thì học đổi đời nữa. Dạ. Rồi bé Hoa dạo này sao? Dạ bé Hoa thì dạo này bé lên lớp 8 và bài cũng nhiều nên là biết bé nhà bé đi học. Ừ. Là cũng phụ ba giúp việc, nhưng mà ba đi làm thì ba bé nhà phụ việc nhà. Ừ. Dạ. Dạ bé nữ là có ba là chú Y. Dạ, chú Y là làm phụ hồ, nhưng mà nuôi ba chị em gái học siêu giỏi luôn. Mà ba chị em gái rất là thương nhau, rất là đỡ đần nhau trong mọi việc. Chú là chị chắc cũng khỏe ha, hay dạ. Chú còn đi đi làm phụ hồ nữa không? Dạ, hiện tại vì gần Tết rồi, công trình cũng hết rồi, hiện tại đang ở nhà. Ừ. Còn bé Hoa là ở nhà, phụ bé Hoa, chăm bé Hoa đi học. Dạ, chăm bé Hoa đi học, đó là nhà con việc nhà thì bé Hoa phụ ba em làm nấu cơm. Hoa nó dễ thương lắm, nó cho lại cho mà dễ thương lắm. Dạ. Bà Lanh ha. Dạ. Mong là Tết này cái có dịp cái hồi năm ngoái là chị Trang xuống nhà em hình như đầu Tết á. Mới Tết xong á là mùng mười mấy á là chị Trang xuống nhà em á. Dạ. Để con năm nay có dịp á thì chị Trang xuống. Tiếc quá hà, không có rủ bé Hoa lên Sài Gòn được.
Mẹ có gì mua với hai mấy bộ đồ nữa để ăn Tết. Nói chung gặp ba chị em là thấy quý lắm. Rồi ba chị em rất là dễ thương, chịu khó, với lại biết san sẻ, chia sẻ với nhau. Giống như mà cho em mà tặng cái gì cho bé bé nữ đi, thì bé nữ cũng sẽ nói là cho em xin phép em gửi tặng này cho chị em bé Hoa, hay là tặng cho bé Dương vậy đó. Hoặc là mua gì cho bé nữ sẽ nói là ba em không có cái này, cho em xin phép em tặng này cho ba em được không, tại không cần. Thành ra nó còn quý, san sẻ rồi là tốt lắm á. Có bao giờ xích mích hay gì trong công ty không? Dạ không. Tại vì mấy bạn cũng bằng tuổi em cũng nhiều á. Áp lực không? Em thấy công việc đã áp lực không? Dạ cũng không, tại vì em làm cũng quen rồi nên cũng áp lực lắm. Nhưng mà em làm việc là người với người hay là người với lại máy móc hệ thống? Dạ làm với người. Có một cái là lúc mà mình đi làm á, mình nên sao ta? Có nhiều bạn á, Trang thấy lúc mà đi làm á, tại vì nó là công việc, nó sẽ có những cái có mâu thuẫn trong công việc, những cái chỗ mà mình bị khúc mắc giữa bộ phận này bộ phận kia hoặc là đến cái giai đoạn nào đó. Nhưng mà ai cũng đi làm vì cuộc sống á, ai cũng đi làm vì cái lương hết á. Thành ra là mình có gì thì mình nói chuyện với nhau. Tại vì á, không phải mình chỉ làm ở lúc này không, mà sau này khi mà em nghỉ công ty đó rồi, em chuyển qua một công ty khác hay chuyển qua một môi trường khác, thì mình với bạn nó sao? Thì cái công việc nó đã kết thúc rồi, nhưng mà cái mối quan hệ giữa mình với bạn nó cũng kết thúc luôn thì buồn lắm. Đó, nên là khi mà mình làm với nhiều bạn thì là vì công việc quá, đúng không? Máu vì công việc quá phải cố gắng làm ra, hiểu không? Thì đi làm ai cũng vậy, ai cũng sẽ có những sai sót, ai cũng sẽ có những lúc mà công việc nó tắc trách một tí xíu, cái mình vì công việc của mình nó ui bạn làm gì không được, xong gây gắt vậy đó. Cái mình mất đi cái mối quan hệ đó. Nên là mình đi làm thì mình hiểu vậy, để cho kiểu như sau này mình làm thì con sẽ có những cái không được thì mình biết mình nói khéo. Nói khéo để kết thúc cái công việc đó, mình với bạn vẫn là bạn bè với nhau, vẫn là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau vui vẻ đó. Chứ đừng có vì cái công việc đó mà mình mất luôn một người bạn, một người đồng nghiệp thì uổng lắm ha. Đó thì Trang đi làm đó là cái lý do mà tại sao á, nguyên một team Trang luôn, từ anh Khương Dừa, Trang, bé Ngân, bé Nấm Bi, chị Mai, chị Kiều, rồi nhiều anh chị khác nữa. Lúc mà làm công ty rất là vui vẻ nhau, lúc nghỉ mấy anh chị vẫn hú hí nhau để làm tiếp, làm thêm rồi. Và bây giờ mọi người mỗi công việc riêng, anh Khương hú á, chương trình nào thì tụi Trang cũng kéo vô làm. Mà ai cần hú gì đó tụi Trang cũng phụ nhau, giúp đỡ nhau làm lại như vậy á. Rồi tự nhiên mình thấy vui lắm, giờ mình cần cái gì á, mình hú một cái là mình có người giúp mình hú cái là mình đi đến ăn quán này quán kia là mấy bạn đó là quen mình hết. Thành ra nó sẽ hỗ trợ mình hơn, cũng giống vậy. Chứ giờ tự nhiên cái em như em muốn mua khô bò đi, cái em nhớ hồi xưa anh Trang này làm công ty nó xấu tính với mình chuyện này lắm, không mình ghét, cái tự nhiên mình bị mất một cái mối, đúng không? Nó thành ra như vậy, nên mình cứ vui vẻ, mình cứ hòa nhã, rồi mình kiếm cách mình giải quyết cái công việc cho nó khéo nhất. Thì tự nhiên những cái mối quan hệ đó mình vẫn giữ được tiếp nè. Rồi sau này á, khi mà mình nghỉ ở công ty rồi thì đó mình vẫn có đó, ý là chị Giang là như vậy. Thành ra bên team Việt Giang á, mọi người hay nói với nhau lắm là công việc đang làm với nhau á, có những xích mích, có những cái khúc mắc chỗ nào á thì mình giải quyết, để khi mà mình không làm với nhau nữa thì vẫn vui vẻ vậy, chứ không có bị mất đi cái tình chị em đó. Nên rất là quý là team của Trang hồi xưa giờ vẫn vậy, lúc nào cũng vui vẻ, hài hước, thoải mái như vậy. Hôm nào về cho Trang, chị Trang gửi lời thăm chú Y nha. Dạ. Với lại ngày mấy thì em nghỉ Tết? Dạ. Tuần sau em được xin from home, lúc là 29 thì em mới được nghỉ. Nhưng mà tụi em thực tập xin tụi em được nghỉ trước một tuần. Làm việc ở nhà. Thì tụi em chắc là tầm 14-15 giờ, tức là 23-24 âm lịch. Ồ, vậy năm nay nghỉ Tết sớm ha. Dạ. Hồi xưa chị thấy năm ngoái chị nhớ mấy anh chị là 27 Tết, 27-28 Tết mới nghỉ luôn á. Dạ. Em 23 được nghỉ sớm á. Em thì thực tập xin được cho được làm việc ở nhà trước một tuần. Mừng cho em quá chừng luôn. Coi như nữ là học tới nơi tới chốn mà, xong có công việc thuận lợi đó, là em có thể sau này em lo được cái cuộc sống của em, rồi em phụ thêm cho bé Hoa. Như là bé Dương là đi trước, bé Dương phụ cho em, xong giờ em phụ cho bé Hoa. Mặc dù là bé Hoa cũng đã được học bổng Học Để Đổi Đời rồi, nhưng mà có thêm cái phần chi phí nữa chứ. Em mà em đi làm em lo được cho bản thân em rồi, đây lại là mừng lắm rồi, đỡ lắm biết bao nhiêu rồi. Chỗ này ngon á. Hôm nào mà
thực tập á, mời mấy bạn trong nhóm ăn trưa đi. Dạ. Mời mấy bạn qua mấy này nè ăn. Cảm ơn mấy bạn để mình đi làm, mấy bạn giúp đỡ mình, chia sẻ với mình. Hay như mình có niềm vui mình chia sẻ lại với mấy bạn. Chị Nhô nhìn, chị nhìn cái tô phở mà không có nước mỡ nhiều quá là thấy ngon á. Tại nước béo nó bị lợn cận trên mặt á, chị ăn thấy hơi ớn. Hôm nào mà bé nữ người Tết á, phải qua nhà chị nha, ăn liên hoan chị với chị Nhung. Dạ. Hôm nay Trang đi cái phải nhờ một bé để đi quay chung với Trang, rồi bạn quay phim ở nhà để đóng hàng cho không biết mà cô chú anh chị. Dạ. Năm nay chị bán mấy con bò. Dạ. Xong rồi gần Tết nè nên quý bà cô chú anh chị yêu thương đặt hàng nhiều lắm. Dạ. Sẵn đây cho chị giới thiệu luôn. Dạ. Quý bà cô chú anh chị mà muốn mua khô bò tặng Tết hoặc là bánh tét chả lụa thì xin liên lạc với Trang qua số điện thoại là 0349563756 hoặc là qua Facebook Trang YouTube. Em cũng vậy, em mốt chị Trang gửi phần quà để tặng cho chị sếp. Dạ. Hoặc là lên xé ra mời mấy bạn trong công ty á. Dạ. Cùng ăn. Dạ. Ừ. Chị Nhung với gia đình chị Nhung khỏe. Khỏe. Nhưng mà em có ham đi. Dạ. Để hôm nào á. Dạ với lại. Hôm nào em sắp nghỉ á. Dạ. Sắp nghỉ Tết á, qua nhà chị ăn một bữa. Kiểu có khi mình đi làm trong năm á, mình không có thời gian nhiều. Dạ. Hay có khi mình nhắn tin gọi điện lâu lâu mình hỏi thăm vậy đó. Dạ. Nay cuối năm cái mình có dịp mình qua một bữa ăn chung với nhau cho vui. Mình may mắn hơn các bạn khác một xíu. Dạ. Nhưng mình được mọi người yêu thương, mọi người biết đến hoàn cảnh của mình, giúp đỡ. Mà em thì em rất là giỏi rồi. Em cố gắng em học vậy là chị Giang rất là mừng luôn. Kiếm được công ty này là hay lắm á. Hôm nào có đón mấy hoa lên Sài Gòn chơi không? Dạ, chứ là chưa, tại vì em cũng đang ở cấp xá cho nên là chưa, cái chỗ nó cũng chưa có ổn định. Thì tại vì khoảng sang năm em phải dọn ra túc xá. Ừ. Chắc là khoảng sang năm em lên chỗ trọ này nọ rồi, nếu mà mình mới có ngủ nhà em chơi được là à. Quên, khỏe nhất của chú anh chị bé nữ là đang làm gọi là gì ta, giáo viên hả? Không phải dạy kèm. À, dạy kèm cho con của anh Thái. Dạy lâu chưa ta? Dạy cũng lâu, dạy bé từ năm 3 giờ bé lớp 4 rồi, chắc được 1 năm. Dạy suốt 1 năm luôn mà dạy online chú anh chị. Bé anh Thái là ở bên An Giang, còn bé Hoa là ở trên Sài Gòn, bé nữ là trên Sài Gòn. Sao bé nữ là cứ mỗi tối thứ mấy ngày ta? Dạ, thường như có tuần thì em sẽ rảnh khoảng có thứ lẻ như là 3, 5, 7, 2, 4, 6 thì bé dạy. Ờ, cái dạy online 1 tiếng hả? Mỗi buổi là bao nhiêu? Dạ, tầm 1 tiếng rưỡi. Nhiều khi bài khó với bé quá. Dạy hết tất cả các môn luôn hay sao bé nữ? Dạ, chủ yếu là dạy tiếng Việt với lại dạy tiếng Anh cho bé thôi. Ừ. Có thì bé tự học được là lên lớp là thấy giỏi đó. Là mừng cho bé nữ. Thôi, hôm nay chị Trang đi vội quá, chị Trang không có mang ít quà để có gì em chia cho mấy anh chị công ty ăn. Nên là thôi để bữa sau á, em qua nhà chị á. Dạ. Tranh thủ qua chị một bữa đi. Thế xong rồi cái ăn cơm với chị Nhung với nhà chị Nhung luôn, với chị luôn. Dạ. Thế xong rồi chị gửi mấy cái sản phẩm bên chị á. Dạ. Cái lên đây em sắp đây em mời mấy anh chị trong công ty. Dạ. Hay gì là mời mọi người ăn kiểu cảm ơn cả nhà, cả công ty trong mấy hang mấy nhỏ. Với lại buổi chiều á, mấy anh chị làm việc thì được ăn giặt mà đúng không? Dạ. Công ty em được mang trà sữa mình ăn vô. Dạ được. Ờ, đó, thì chiều á thì mang vô ha. Còn này là chị Trang gửi em một ít đi. Để em xăng xe với lại có chi phí đi làm, coi như là mừng tin em đi làm. Dạ, cái này chị Trang gửi em hen. Này chị Trang không có mang bao lì xì nên là thôi đưa luôn. Dạ. Chúc mừng bé nữ, quá chị vui. Rồi cho chị gửi lời thăm bé Hoa, rồi sắp xếp một buổi hen. Dạ. Dạ. Hôm nay Trang có dịp đi ăn trưa cùng bé nữ. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị, bé nữ cảm ơn quý bà cô chú anh chị đi. Cảm ơn quý. Dạ, con cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi và yêu thương con, cũng như là một thời gian quá là dài nhưng mọi người cũng nhớ về nhất chị Trang chứ. Ừ. Hai chị em có dịp gặp lại với nhau để mà có thể trò chuyện như là thăm hỏi cô chú anh chị. Ừ. Món mà bé nữ có tin vui vậy đó thì phải khoe với lại quý mà cô chú anh chị nha. Dạ. Ừ. Dạ. Cảm ơn mọi người. Dạ. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi kênh Trang, rồi ủng hộ các bé, các hoàn cảnh, các nhân vật ở trên kênh của Trang cũng như sư phụ Khương Dừa. Dạ. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2022 rồi. Còn một tuần sau là chủ nhật lại là Tết, là rất là lẹ luôn.
Trang rất là mong quý mà cô chú anh chị có những ngày cuối năm thật là vui. Trang chúc cái này hoài luôn, clip nào từ đây đến Tết thì cũng chúc hết, để mình có những cái gì, những dự án, những dự định gì mình chưa làm á thì mình sẽ làm được hết. Năm nay chị thấy không có không khí gì nhiều ha? Dạ, chứ là chưa đến, cho em nghĩ là chắc là mấy mọi người sẽ trang trí nhiều hơn. Hôm nay dễ qua nhà chị đi rồi phụ chị trang trí nhà cũng như nhà cho không không khí. Dạ, trong bữa nay hôm nay là nghỉ, cái em nhắn với chị rồi em qua cũng như thăm chị Nhung rồi gia đình chị Nhung với gia đình chị nữa. Qua chơi chị cho vui. Dạ, xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị thiệt là nhiều. Dạ, một tin vui gửi tặng cho quý bà cô chú anh chị cùng vui với lại gia đình bé Hoa, bé Nữ, bé Dương với lại Trang với lại sư phụ Hương Dương nha. Là bé Nữ bây giờ đã sắp sửa tốt nghiệp đại học rồi. Và bây giờ bé Nữ cũng đã tìm được một cái công ty riêng. Đến bây giờ thì Trang thấy rất là phù hợp á. Nhà rất là phù hợp. Cũng có mức chi phí ổn định, lương ổn định, công việc ổn định. Dạ, xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã yêu thương, ủng hộ cho các chị em. Dạ. Bye bye, hẹn gặp lại các clip tiếp theo.